Cái bột sâm tô nữ này để uống tốt nhất thì chị em phụ nữ nên dùng với lại nước ấm, và mình dùng khi mà bụng mình no, và ngày mình chỉ dùng 1 đến 2 lần, mình không để dùng thay uống nước học. Thì đấy là cái cách dùng cái bột sâm tô nữ tốt nhất nhá. Thì ngoài ra, ngoài những cái phần về công dụng thì cách sử dụng bên mình có ghi rất rõ trong cái tờ hướng dẫn sử dụng cho mọi người. Và đây là cái túi 100g và nọ 500g thì bên mình đều có sẵn. Thì nếu bạn nào dùng lần đầu thì mọi người có thể trải nghiệm cái gói 100g, còn nếu mà đã dùng quen thấy ok thì mọi người có thể chuyển sang cái nọ 500g này dùng cho nó được nhiều hơn, và mọi người đặt sẽ được nhiều cái voucher trợ giá hơn. Thì gần đây một số người lại thắc mắc rằng là không nhìn thấy cái giỏ hàng, thì mình cũng mới có kiểm tra ở trong cái giỏ hàng thì vẫn thấy mọi người nhé. Thì đây, mọi người thì vào cái giỏ hàng bên mình, mọi người kéo xuống thì mọi người sẽ thấy rằng cái bột sâm tô nữ đây. Đấy, mọi người kích vào cái phần gói dùng thử đây. Đấy, mọi người sẽ nhìn đấy. Mọi người kích vào. Đấy, được đánh giá là 4,9 sao đây. Và có hai size, một gói 100g và nọ 500g, thì tùy theo nhu cầu và mọi người sử dụng nhá. Hoặc nếu mà bác nào mà muốn dùng cả cái dạng miếng thái lát ấy, thì bên mình có lên cho mọi người cái combo bao gồm 100g bột sâm và túi 200g dạng miếng như thế này để mọi người dùng thử nhá. Tất cả đều có ở trong cửa hàng mà kiểm tra vẫn thấy nhá. Mọi người nào cần thì bác vào giỏ hàng để